VTV xin mến chào toàn thể quý vị, cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo ngày hôm nay. Và như thường lệ thì trong video ngày hôm nay thì VTV sẽ chia sẻ đến quý vị những cái tin tức về Việt Kiều. Thì trong video ngày hôm nay sẽ là một câu chuyện mà có lẽ là nhiều người đã từng mắc phải quý vị khi mà qua Mỹ đó. Nhưng mà có những người là vô tình, có những người thì lại cố tình. Bởi vì mới đây thì viên chức hải quan và bảo vệ biên giới Hoa Kỳ phát hiện cá ngựa, rắn chết, thuốc, thảo dược và sản phẩm thịt heo bị cấm trong hành lý của hai nữ Việt Kiều nhập cảnh tại cái phi trường Dulles ở thủ đô Washington, Hoa Kỳ nha quý vị. Theo CNN đưa tin rằng là dẫn cái thông cáo của cơ quan hải quan về bảo vệ biên giới của Hoa Kỳ về hai cái vụ mà phát hiện liên quan cụ thể, thì cái số lượng mà phát hiện gồm 77 con cá ngựa, 5 con rắn đã chết, 50 hộp thuốc thảo dược và một số cái sản phẩm thịt heo cấm trong hai cái kiện hành lý của hai hành khách Việt Nam, thưa quý vị. Thì một trong hai người có cái địa chỉ đến là quận Fitchburg, Virginia, và người kia thì đi San Francisco. Hai cái vụ việc phát hiện diễn ra cách nhau là 3 ngày trong một cái diễn biến liên quan tới hai phụ nữ ở San Jose có tên là Lê Hạnh, 42 tuổi, và Thu Hồng là 36 tuổi, đang phải đối mặt với án tù theo cái cáo buộc nhập khẩu lậu trái cây vào Mỹ. Và mạng báo CBS vùng Vịnh loan tin dẫn kết luận của công tố viên rằng vào năm ngoái đó thì cả hai người vừa lưu dàn xếp việc nhập lậu trái bòn bon vào Hoa Kỳ dưới cái nhãn mác giả cá khô rồi cà phê hay là trà để mà tránh kiểm tra. Cùng lúc đó thì vào khoảng tháng 10 của năm 2022 thì giới chức thẩm quyền địa phương cũng đã gọi một trong hai người là ngừng hoạt động phi pháp. Thế nhưng mà người này thì cũng đã phớt lờ cảnh báo và tiếp tục quảng cáo đến ở trên mạng và bán hàng bị cấm. Một số loại trái cây thì bị cơ quan chức năng tịch thu đem đi kiểm nghiệm với kết quả có ấu trùng của loại côn trùng gây hại đặc trùng từ vùng Đông Nam Á. Còn bị cáo thì buộc phải cử một người thân đến cơ sở giao nhận hạt ở Aneda nhận gần 100 kg trái bòn bon gắn mác giả là các khô cà phê và trà. Cái số hàng này thì có địa điểm là một cái cơ sở kinh doanh của một trong hai người, thì một tiệm bán quà lưu niệm ở Đông San Jose. Thì cái phiên tòa đầu tiên đối với cái bà Hạnh đó là sẽ diễn ra vào ngày 4 tháng 8. Còn Thu Hồng thì sẽ diễn ra vào ngày 8 tháng 9 tới đây. Đó là cái thông tin đầu tiên mà VTV muốn gửi tới quý vị về các cái vấn đề đó là mang những cái đồ cấm vào bên Mỹ. Và hai người này thì cũng đã được nhắc nhở rồi nhưng mà vẫn cố tình mang vào nha quý vị. Và tới đây thì họ sẽ không biết là đối diện với mức án tù là bao nhiêu lâu. Cũng như cái thông tin này thì có thể là VTV chia sẻ thêm cho quý vị một vài những cái thông tin về cái vấn đề đó là những cái người mà nhập khẩu vào Mỹ hoặc là bất cứ đâu đi chăng nữa đó thì bị phạt 150 triệu đồng vì mấy cái quả vịt lộn. Du khách là giờ khóc giờ cười giữa sân bay. Thì một nữ du học sinh Việt Nam có tên là Linh, 23 tuổi, vừa bị cảnh sát Tokyo bắt giữ vì mang 360 quả trứng vịt lộn và 10 kg nem chua vào nước. Vào nước này. Thì sau khi mà kiểm tra một phần thực phẩm nói trên và bị phát hiện nhiễm virus tả lợn châu Phi. Trước đó thì cũng đã có trường hợp người Việt Nam bị phạt 500 cho tới 700 yên Nhật, tương đương từ 100 đến 140 triệu đồng vì mang ruốc và trứng vịt lộn sang nước này. Tại Nhật Bản đó thì hành khách mang thực phẩm tươi sống, thực phẩm đã qua chế biến, rau củ quả thì phải tuân thủ những cái thủ tục về kiểm dịch và các cái loại thực phẩm rau củ quả tươi sống như là hành, tỏi, ớt, thịt, thủy sản như là ruốc, xúc xích, tôm các loại sấy khô dưới mọi hình thức. Tất cả những cái loại rau củ quả, hoa chậu, tỉa cành hay là chậu hoa có đất, một số loại hoa quả thì cũng bị
cấm nhập cảnh vào Nhật nha quý vị. Cái trường hợp mà vi phạm thì sẽ bị tịch thu đồ ngay tại sân bay, phạt tiền khoảng 200 triệu đồng đó. Trường hợp nếu như không đóng phạt thì buộc là phải trả về nước, trục xuất ngay. Tại cái sân bay xử phạt tù tới 3 năm. Thì tùy nước, tùy cái mức độ vi phạm và cấm nhập cảnh Nhật Bản nha quý vị. Cấm vĩnh viễn luôn á. Hoặc là một số những cái trường hợp khác như là mang bánh tét đi Đài Loan, du khách Việt là buộc phải hồi hương. Cụ thể là vào đầu năm 2019 thì có một cái du khách đến từ Việt Nam đã bị từ chối nhập cảnh do là mang bánh tét vào Đài Loan kiểm tra tại sân bay. Thì cái người phụ nữ 56 tuổi này cũng đã mang bánh tét các loại, có bánh thì lại có chứa thịt lợn. Cho nên là theo quy định Đài Loan thì sẽ cấm những cái du khách nhập cảnh mang theo những cái sản phẩm từ lợn. Theo cái vi phạm, du khách thì sẽ bị phạt lên đến là 150 triệu đồng nếu như mà không khai báo với hải quan trong cái trường hợp này. Thì cái người phụ nữ này cũng đã bị phạt 150 triệu đồng. Nhưng mà do là không có tiền để mà nộp phạt thì bà đã quay về nước. Trước đó thì Đài Loan thì cũng đã thông báo kiểm tra tất cả những cái hành lý, kể cả là xách tay của du khách đến từ Việt Nam. Sau khi mà một vị khách khởi hành từ Sài Gòn bị phát hiện đem một chiếc bánh mì kẹp thịt lợn vào Đài Loan thì dương tính với bệnh cúm lợn châu Phi khi mà nhập cảnh vào Đài Loan. Hành khách mang thịt, những cái thực phẩm làm từ thịt có thể bị phạt từ 10.000 đến 1 triệu đài tệ, tương đương là khoảng 7,5 triệu đồng đến 750 triệu đồng. Mang trứng vịt lộn vào Singapore thì bị phạt từ 150 triệu đồng. Một phụ nữ gốc Việt là bà Lê Thị Cúc, 63 tuổi, cũng đã bị phát hiện đã mang 490 quả trứng vịt lộn từ Việt Nam sang Singapore qua cái sân bay. Sau đó thì được chuyển đến cái bên quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm và thú y Singapore. Thì vi phạm luật cấm nhập khẩu thịt cá từ những cái nguồn không được cho phép. Thì bà Cúc này thì đã phải nộp phạt là 7.000 đô, tương đương với hơn 150 triệu đồng. Theo cái quy định của bên Singapore thì du khách chỉ được mang theo các cái loại thực phẩm tươi sống như là gia súc, gia cầm, hải sản ở cái mức tối đa là 5 kg, cua, tôm đông lạnh tối đa thì là 2 kg, hoặc các cái loại trứng, gà, vịt, rau củ quả chỉ được mang một ít để mà dùng thôi. Đồ khô tối đa thì 5 kg, tổ yến tối đa 1 kg, mật ong tối đa là 5 lít, chia nhỏ ra mỗi chai 1 lít. Không được đưa vào những cái loại động vật nuôi như là chim, mèo, cá, chuột, vân vân. Động vật hoang dã như là rắn, kỳ đà, nói chung là rất là nhiều quý vị. Theo đó thì bất cứ ai mà nhập khẩu bất hợp pháp những sản phẩm thịt, trứng từ các cái nguồn gốc mà không được chấp thuận thì có thể bị phạt tới 50.000 đô và bị bỏ tù từ 2 năm. Nếu như tái phạm thì sẽ bị phạt 100.000 đô và có thể ngồi tù 3 năm. Mang thịt lợn vào Úc thì có thể bị phạt tối đa là 7 tỷ đồng. Liên quan đến dịch tả lợn châu Phi bùng phát tại Việt Nam và một số nước Úc thì yêu cầu hành khách khi mà nhập cảnh phải hoàn thành khai báo hàng hóa có nghi cơ rủi ro, cái phiếu hành khách nhập cảnh để mà khai báo hàng hóa có nguy cơ rủi ro thì bao gồm những cái thực phẩm nguyên liệu thực vật và các cái sản phẩm tự động vật, dù là một lượng nhỏ đồ ăn nhẹ hay là các cái nguyên liệu để nấu ăn. Nếu như mà không kê khai hoặc là kê khai sai trên cái phiếu đó thì hành khách là sẽ có thể bị bắt giam, chịu cái hình phạt dân sự lên đến 420.000 bảng Úc, tương đương khoảng 7 tỷ đồng quý vị. Đến Mỹ thì lại cấm mang theo thực phẩm làm sẵn. Ở Mỹ thì một số thực phẩm làm sẵn có thịt như là thịt heo, thịt vịt hay thịt gà, trứng rồi tổ yến rồi nước súp canh vân vân không được mang vào nước này dưới bất kỳ hình thức nào. Tất cả những cái loại trái cây, rau củ, hạt đều bị cấm mang vào Mỹ bởi vì có thể có một số vi khuẩn làm ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng. Ngoài ra thì luật Mỹ còn cấm hành khách là mang theo các cái loại đồ uống được chiết xuất từ cây ngải chỉ vì là có cái bởi vì có thể là gây ảo giác. Và vũ khí này, cá này, động vật hoang dã này, các cái sản phẩm sinh học, các sản phẩm làm từ lông chó mèo, một số loại rau quả, lúa gạo, thuốc trong cái thành phần chứa mặt nạ hoặc chứa ma túy hoặc là
chứa các cái khả năng gây nghiện và lạm dụng cao thì đều bị cấm. Đồng thời là có những cái hình phạt nghiêm trọng khi mà hành khách cố tình tìm cách để mang vào Mỹ đó quý vị, mang thịt lợn trái phép sang Hàn Quốc bị phạt gần 200 triệu đồng. Thông tin từ văn phòng đại diện tại Việt Nam của Cơ quan Phát triển Nguồn Nhân lực Hàn Quốc để mà phòng tránh nhập dịch tả lợn châu Phi và Hàn Quốc, thì chính phủ Hàn Quốc sửa đổi thông tư luật phòng tránh bệnh truyền nhiễm của gia súc, tăng cái mức tiền phạt đối với trường hợp mang các cái loại sản phẩm gồm cả thịt lợn được gia công, sản xuất vào Hàn Quốc trái phép. Theo đó thì sẽ có 3 mức phạt tiền nếu như mà bị phát hiện mang thực phẩm trái phép là 5 triệu, gần 100 triệu đồng, tương đương là 7,5 triệu bảng A và gần 150 triệu đồng. Do đó thì có thể tránh cái tình trạng người lao động bị phạt vì vi phạm những cái quy định trên. Trung tâm Lao động nước ngoài khuyến cáo người lao động Việt Nam đi làm việc tại Hàn Quốc không mang theo các loại thực phẩm sai quy định, đặc biệt là thịt lợn được chế biến. Và vừa rồi quý vị cũng vừa được nghe xong một số những cái thông tin mà VTV muốn chia sẻ ngày hôm nay. Cái việc mà hai nữ Việt Kiều bị bắt ngay tại sân bay khi mà mang rất nhiều những cái đồ cấm vào Mỹ nha quý vị. Thực sự thì cái vấn đề này có lẽ là quý vị cũng đã nghe rất là nhiều rồi. Thế nhưng mà đôi khi vẫn có những người biết rồi mà vẫn cố tình giả vờ không biết và họ cứ mang thôi. Nếu như qua được thì qua, không qua được thì họ lại bị giữ lại và có thể là tiêu hủy những cái đồ dùng đó. Và thực tế thì cũng có rất là nhiều các cái trường hợp gọi là cố ý đó, hoặc là có những cái trường hợp gọi là vô tình thôi. Đối với những người già chẳng may là người ta mang một số những cái thức ăn đi đường chẳng hạn, thì lúc đó người ta sẽ để sót lại một chút và người ta đã bị hải quan giữ lại để kiểm tra. Nhưng mà nói chung là cái gì thì cũng có thể thông cảm được. Còn đối với những cái trường hợp mà cố ý nha quý vị, mang quá nhiều những cái đồ vật như vậy thì chắc chắn là sẽ bị bắt và bị phạt nha. Còn đối với trường hợp của hai nữ Việt Kiều này thì sẽ có thể là đối diện với một cái mức tù. Nói chung thì cũng chưa rõ, cái này thì cũng phải chờ đến khi nào mà xét xử thì mới biết được. Đây cũng là cái lời cảnh báo cho những ai ấy mà muốn làm liều nha quý vị. Tức là đâu thì cũng sẽ có luật pháp của nước sở tại nha quý vị. Chúng ta nên tôn trọng quy định tại những cái quốc gia đó. Và nội dung trong video ngày hôm nay tới đây cũng kết thúc rồi. Xin được cảm ơn quý vị đã bớt chút thời gian để lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.